Tôi theo cha tôi làm ca đêm kiểm lâm, những quy tắc tôi đã bỏ qua. Đây là cách tâm trí con người hoạt động. Khi bạn đi dạo trong rừng, bạn không nghĩ ngợi quá nhiều. Bạn chỉ để sự im lặng bao quanh, cảm nhận làn gió nhẹ và những cành cây vỡ vụn dưới chân. Bản năng của chúng ta luôn hướng về những cảnh quan như vậy. Dù chúng ta có phát triển trong những thành phố bận rộn, chật chội đến đâu, rừng luôn mang lại sự tươi mới và yên bình. Không khí trong lành và mát mẻ, ánh sáng mặt trời chơi trốn tìm qua những tán cây cao. Thật truyền cảm hứng và tuyệt đẹp. Nhưng đôi khi bạn tiếp tục bước đi, tâm trí bắt đầu chú ý đến những thứ nhỏ bé, tiếng động, cơn gió thoảng, bóng đổ trong những tán cây. Sự tĩnh lặng ấy có thể vừa chào đón, vừa đáng sợ, tùy vào cách bạn nhìn nhận. Rừng giống như hai mặt của đồng xu, nó che giấu bạn khỏi sự mệt mỏi của thành phố, nhưng lại đặt bạn vào một môi trường khác. Bạn không còn kiểm soát nữa, vì đây không phải là nhà của bạn. Bạn có thể tự lừa dối mình và xây nhà ở đó, nhưng bạn không thực sự thuộc về rừng. Bạn chỉ là kẻ ghé thăm. Đó là điều mà các công viên quốc gia mang lại, ảo tưởng về sự kiểm soát. Sự tự do giả tạo mà bạn cảm nhận khi bước đi trên những con đường mòn đã được đánh dấu và cắm trại trong khu vực đã được chỉ định. Bạn nghĩ rằng sự im lặng xung quanh là yên bình, nhưng ngay cả sự im lặng cũng là một ảo ảnh. Hãy quay lại rừng, ngay cả khi nó im lặng, có thật sự là im lặng không? Không, sự im lặng tuyệt đối hoàn toàn có nghĩa là cái chết. Hãy sợ nó. Cha tôi đã dạy tôi điều đó. Ông là một kiểm lâm và ông đã làm công việc này từ rất lâu rồi. Tôi không mấy yêu thích các công viên quốc gia, nhất là vì hầu hết thời gian ở đó không có sóng điện thoại và những chuyến đi bộ dài khiến tôi mệt nhoài. Tôi thà thưởng thức thiên nhiên bằng cách bơi lội trong hồ hoặc trượt tuyết. Tại sao lại phải gắng sức leo núi chỉ để nhìn thấy một thung lũng vô danh? Chưa kể đến động vật, chúng ở khắp nơi và côn trùng luôn làm tôi phát bực. Tôi chưa bao giờ hiểu được tình yêu của cha dành cho rừng. Tôi đoán đó là lý do ông bắt đầu kể cho tôi những câu chuyện đáng sợ từ những ca trực đêm của mình. Nhìn lại, rõ ràng chúng chỉ là bịa đặt. Nhưng với tôi lúc nhỏ, chúng lại có vẻ rất thật. Tôi đã từng nghĩ cha mình thật dũng cảm khi làm ca đêm. Khi lớn lên, tôi trở nên thích thú với những câu chuyện kinh dị. Và dù tôi không còn tin vào những sinh vật trong rừng của cha nữa, tôi vẫn thích ý tưởng qua đêm trong một căn chòi nhỏ giữa nơi hoang vu, chỉ để có cảm giác hồi hộp. Khi cha tôi nói ông muốn đưa tôi đi theo, tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi hiểu lý do ông đề nghị. Thấy đó, trong những năm qua, mối quan hệ giữa chúng tôi đã có nhiều rạn nứt. Tôi đoán là vì tôi lớn lên và ông không biết cách đối mặt với điều đó. Ông trở nên xa cách về mặt cảm xúc và dường như tránh né mọi nỗ lực của tôi để gần gũi hơn. Đổi lại, tôi cũng trở nên thờ ơ và dễ cáu gắt. Theo lời mẹ tôi, đây sẽ là một cách thú vị để hàn gắn tình cảm. Chúng tôi đến công viên lúc khoảng 9 giờ tối. Ca trực của cha bắt đầu từ 10 giờ tối và kết thúc lúc 6 giờ sáng. Chiếc Jeep của ông xuyên qua màn đêm, lao vào khu rừng. Ánh đèn pha chiếu vào những tán cây, biến chúng thành màu trắng giữa bầu trời đen kịt. Tôi chưa bao giờ đi theo con đường này, nhưng cũng phải thôi, vì những chuyến thăm công viên của tôi cũng chẳng mấy khi có. Chúng tôi lái xe một lúc lâu. Phần lớn mọi người đều đánh giá thấp kích thước của các công viên quốc gia. Mất một tiếng rưỡi để đến căn chòi, mà nơi đó thậm chí còn chưa phải trung tâm của khu rừng. Tôi nhìn thấy nó, một dấu vết duy nhất của con người giữa chốn hoang vu, một căn chòi gỗ nhỏ xíu với những bóng đèn nhấp nháy và những con chó canh gác. Trước khi bước ra khỏi xe, cha tôi ngăn tôi lại. Nghe này, có một số quy tắc con phải tuân theo ở đây. Cha biết chúng có vẻ không quan trọng, nhưng thực ra chúng rất cần thiết. Rồi ông đưa cho tôi một tờ giấy là danh sách những quy tắc được viết tay. Ban đầu, chúng rất bình thường, không đi dạo một mình trong công viên, không để thức ăn ngoài trời, vân vân. Tôi nghĩ những quy tắc còn lại chỉ để dọa mình mà thôi. Dad, con không còn là đứa trẻ 12 tuổi nữa đâu. Mấy trò này không dọa được con đâu. Cha không định dọa con. Con muốn đi theo cha thì hãy hành xử đúng đắn. Chuyện này là sao? Nếu thấy một người đàn ông cụt tay, đừng giúp hắn ư. Ở đây có đủ loại người kỳ quặc. Vậy còn cái này, nếu nghe tiếng huýt sáo gần có nghĩa là họ đang ở xa. Cha tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không. Một số quy tắc này được mấy người mê tín thêm vào thôi, chỉ là kiểu phòng xa,
không có gì xảy ra với con đâu. Quy tắc: không đi dạo một mình trong công viên, luôn mang theo thiết bị liên lạc hoạt động. Không rời khỏi những lối đi đã đánh dấu, trừ khi được hướng dẫn hoặc trang bị đầy đủ. Không để thức ăn bên ngoài và nhớ khóa các thùng rác, luôn đeo còi và huy hiệu. Nếu thấy một người đàn ông cụt tay, đừng giúp hắn. Gia đình của con không ở đây, nhớ lấy. Không có lý do gì để con nghe thấy tiếng họ gọi từ bên ngoài. Khóa cửa xe, ngay cả khi đang lái xe. Kiểm tra các ký hiệu trên cây. Chỉ có 3 loại ký hiệu, đều là hình tam giác, đỏ, vàng và xanh lá. Những ký hiệu khác không phải của chúng ta, đừng theo chúng. Nếu tiếng huýt sáo gần có nghĩa là họ đang ở xa. Nếu tiếng huýt sáo xa nghĩa là họ đang ở gần. Cẩn thận với dead blue. Dead blue là gì vậy? Tôi hỏi. Cha tôi thở dài. Con biết khi con ở trong rừng, con tưởng mình nghe thấy sự im lặng, nhưng thực ra có rất nhiều âm thanh xung quanh. Tiếng chim, dế, lá xào xạc. Đó là vì không có thứ gì gọi là im lặng hoàn toàn. Sự im lặng tuyệt đối không bao giờ có. Lúc nào cũng có âm thanh, chuyển động, sự sống. Dead blue là sự im lặng tuyệt đối. Đó là mật mã của chúng ta cho nó. Sự im lặng đến điếc tai, không tự nhiên chút nào. Vậy khi điều đó xảy ra thì nó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng nếu có, ông ngừng lại, nhìn chằm chằm vào vô lăng. Sau đó, ông quay đầu về phía tôi, ánh mắt lướt từ tôi đến cửa sổ phía sau. Con rời khỏi nơi đó ngay. Nói xong, ông bước ra khỏi xe và tôi theo sau. Căn chòi đầy bụi bặm và chật chội, tôi không hiểu sao ông có thể ngồi ở đây suốt 8 tiếng đồng hồ. Ông có một chiếc TV nhỏ nhưng nó không hoạt động, một cái bàn và một chiếc tủ lạnh mini. Cha ngồi đây một mình à? Tôi hỏi. Ừ, sao? Sợ hả? Cha không thấy chán sao? Chốt trực của Martin cách đây 10 phút lái xe, đôi khi cha chỉ chạy qua đó, chẳng có gì xảy ra ở đây cả. Chỗ cha khá xa các khu cắm trại, cha chỉ cần tuần tra một lúc để đảm bảo không ai đi lạc vào ban đêm, nhưng chuyện đó hiếm lắm. Đây là một trong những khu hoang dã hơn, ít được khám phá. Cha chưa khám phá hết chỗ này à? Mắt ông ánh lên. Không thể nào khám phá hết đâu. Vậy cha không biết có gì ở ngoài đó. Đó mới là điều thú vị. Con nói con muốn cảm giác hồi hộp mà. Đấy, có rồi đấy. Tôi gật đầu. Ông mở tủ lạnh mini và ném cho tôi một chai nước cam. Tôi từng nói với ông là mình thích thương hiệu này, và ông vẫn nhớ. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi không tệ như tôi nghĩ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong căn chòi nhỏ. Cha khóa cửa lại. Cha không nói dối đâu, hầu hết thời gian cha chỉ ngủ. Thật sự chẳng có gì xảy ra cả. Vậy cha không thấy mấy sinh vật kỳ lạ nào ngoài đó, như mấy cái cha kể hồi con còn nhỏ? Tôi đùa hỏi. Sinh vật kỳ lạ duy nhất ngoài đó là quản lý của cha, và cha thà đối mặt với cả triệu con quái vật còn hơn nói chuyện với ông ta. Tôi bật cười, tôi nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Con chẳng thấy gì cả, chỉ thấy bóng mình. Muốn cha giảm ánh sáng xuống không? Ừ, tôi trả lời. Cha tắt đèn và bóng tối len lỏi vào căn chòi nhỏ. Khu rừng bỗng trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn. Ánh sáng từ mặt trăng thật không thể tin nổi, và những vì sao trở nên rõ ràng, không bị che khuất như trong thành phố ô nhiễm. Căn chòi nằm trên một ngọn đồi, dựng trên thân cây, có một cửa bẫy và thang dẫn xuống chỗ xe chúng tôi. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn ra xa, qua những tán cây, đến cả thung lũng phía dưới. Chúng tôi dành vài tiếng đầu trò chuyện. Tầm nửa đêm, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù cố giữ tỉnh táo, cuối cùng tôi cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Cha đánh thức tôi dậy, tôi dụi mắt, bối rối. Bây giờ là mấy giờ rồi? Martin gọi cho cha. Martin là ai? Tôi lẩm bẩm. Người khác làm việc ở khu này. Ông ấy nói nhận được cuộc gọi từ khu cắm trại. Có người bị mất tích, chúng ta cần đi tìm. Chúng ta, ý là cha con mình á? Ừ, con sẽ ngồi ở ghế sau. Cha đang nói chuyện với Martin đây. Tôi nghe tiếng Martin nói nhỏ qua loa điện thoại. Đừng mang đứa nhỏ theo. Tại sao không? Nó sẽ chỉ ngồi trong xe thôi. Paul, đêm nay có thể là một trong những đêm đó. Chúng ta sẽ không ra khỏi xe. Cha không đảm bảo được điều đó. Cha không thể để nó ở đây, một mình, trong bóng tối. Có một khoảng lặng sau đó. Nghe này, Paul, cha hiểu hôm nay là ngày cha muốn dẫn con đi làm, nhưng cha không chắc về chuyện này. Nó có thể nguy hiểm. Chúng ta chỉ lái xe đi một chút thôi, không sao đâu. Để nó lại trong chòi. Cha đưa tay che loa điện thoại, khiến tôi không nghe rõ Martin nói gì. Ánh mắt cha liên tục nhìn ra cửa sổ phía sau tôi. Ông thở dài. Martin sẽ đến đón cha, con sẽ ở lại đây. Khóa cửa, tắt đèn và đợi cha về.
Chỉ mất chút thời gian thôi và con sẽ an toàn ở đây. Gì chứ? Con không muốn ở lại đây một mình. Martin nói gì mà khiến cha thay đổi ý định vậy? Không quan trọng. Cha sẽ về trong vòng nửa tiếng. Con có thể ngủ lại nếu muốn. Hoặc cha sẽ gọi cho con và chúng ta có thể nói chuyện. Tôi cảm thấy sợ hãi, thực sự sợ. Tôi không muốn để lộ điều đó, nhất là sau khi đã phàn nàn rằng chẳng có gì thú vị ở đây, nên miễn cưỡng đồng ý. Cha mở cửa bẫy, trèo xuống thang, rồi khuôn mặt ông biến mất trong màn đêm. Tôi thấy chiếc xe của Martin đón cha và lái đi. Sự im lặng bao trùm. Tôi ước gì mình đang ở nhà, trên giường. Nhưng thay vào đó, tôi ngồi im trên ghế chờ đợi. Và chờ đợi. Những suy nghĩ tồi tệ nhất bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp tai nạn? Nếu một con gấu tìm thấy họ? Tôi không muốn để nỗi sợ chiếm lấy tâm trí mình. Nhưng tôi nghĩ về những câu chuyện huyền thoại mà cha kể và cả những quy tắc. Tôi chỉ mong những người viết ra chúng chỉ là mấy kẻ hoang tưởng. Khoảng 2 giờ sáng tôi nghe tiếng gõ lên cửa bẫy. Ngực tôi thắt lại, tiếng gõ thứ hai theo sau. Tôi muốn đáp lại nhưng có gì đó trong tôi ngăn cản. Rồi tôi nghe thấy giọng cha. Kev, mở cửa đi, ngoài này lạnh lắm. Âm thanh vang vọng trong căn chòi, đôi mắt tôi khô cứng vì thiếu ngủ, nhưng tâm trí thì tỉnh táo hoàn toàn. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi lại nhìn cửa bẫy. Kev, mở cửa đi làm ơn. Cha biết con ở trong đó, cha thấy con qua cửa sổ. Tôi tắt đèn hoàn toàn, tôi không biết vì sao mình có cảm giác này, nhưng nếu cha tôi có thể nhìn thấy tôi qua cửa sổ, thì ai cũng có thể, hoặc bất cứ thứ gì, và tôi không thích bị nhìn thấy như thế. Cha không có chìa khóa à? Cửa khóa từ bên trong. Chết tiệt, đúng rồi. Thế mọi chuyện thế nào? Cha tìm thấy ông ấy chưa? Ừ, tìm thấy rồi. Ông ta say mềm. Chúng ta giúp ông ta quay lại chỗ bạn. Mọi chuyện có thể tệ hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện với cha, tôi tìm kiếm chìa khóa trong ngăn kéo. Có điều kỳ lạ vì tôi không nghe thấy ai leo lên thang hay thấy xe của Martin đưa cha về chòi. Cha quay lại bằng cách nào? Không có Martin. Ý con là sao? Mở cửa đi Kev, cha đang lạnh cóng đây. Trả lời câu hỏi đi. Martin đưa cha về mà, con không thấy đèn xe. Chúng tắt rồi, để không thu hút sự chú ý của động vật. Vớ vẩn, tôi lôi tờ giấy nhăn nhúm ra. 6, gia đình của con không ở đây. Nhớ lấy, không có lý do gì để con nghe thấy tiếng họ từ bên ngoài. Tay tôi run rẩy đến nỗi tôi khó mà cầm được điện thoại. Tôi lướt qua danh bạ. Kate F. Connor, Dad. Tôi gọi cho cha. Điện thoại đang đổ chuông nhưng không có âm thanh phát ra từ dưới cửa bẫy. Cha tôi bắt máy. Có chuyện gì không? Trong bóng tối mịt mùng của căn chòi, giữa tiếng gió rít, tôi hạ giọng xuống thì thầm. Cha, có ai đó bên ngoài giả làm cha. Một khoảng lặng dài sau đó. Khi cha nói, giọng ông run rẩy. Đừng mở cửa, tắt đèn đi. Con đã tắt đèn khi cha bảo chưa? Con vừa mới tắt. Không, con phải tắt ngay khi cha rời đi. Con xin lỗi. Không sao, đừng nói chuyện với nó. Con đã nói chuyện với nó chưa? Cảm giác tội lỗi len lỏi trong tôi. Tôi không biết vì sao nhưng tôi đã nói dối. Tôi không. Được rồi, ở yên đó. Cha đang đến. Nhưng nếu thứ đó thấy cha thì sao? Cha sẽ phải đối mặt với nó. Chúng ta có cách đánh lạc hướng chúng. Không sao đâu, đừng sợ. Tôi lại nói dối. Con không sợ. Tốt, cha yêu con. Cha đang đến. Tôi không sợ cho bản thân mình, tôi sợ cho cha. Tiếng nói bên dưới tiếp tục vang lên. Kev, làm ơn mở cửa đi. Lạnh quá. Tôi không trả lời. Tiếng gõ cửa nối tiếp. Giọng nói không ngừng vang lên. Con vừa nói chuyện với ai trên điện thoại đúng không? Kev, cha làm rơi điện thoại trong rừng. Ai đang giữ điện thoại của cha ngoài đó không phải là cha. 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 Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nỗi sợ là một chuyện, nhưng đây là sự kết hợp giữa lo âu, căng thẳng và cảm giác tội lỗi. Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, nhưng vô ích, căn chòi như đang quay cuồng quanh tôi. Đó không phải là cha. Đó không phải là cha. Đó không phải là cha. Im đi. Im ngay. Và nó im lặng. Một sự tĩnh mịch bao trùm. Tôi rút danh sách quy tắc ra và đọc đi đọc lại như một kẻ mất trí. Tôi lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Gió vẫn đang thổi. Tốt, không có Dead Blue. Rồi tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ bức tường. Một tiếng nữa, rồi một tiếng nữa. Nghe giống như tiếng bước chân. Chúng di chuyển lên mái chòi. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập trong tai. Bất cứ thứ gì ở ngoài đó bây giờ cũng đang bò quanh căn chòi của tôi. Tiếng cào bên ngoài vang lên. Tôi bắt đầu khóc, dùng tay che miệng lại.
tôi chỉ muốn cha, tôi ước có thể thấy khuôn mặt của ông. Như thể vũ trụ đã trả lời lời nguyện ước một cách mỉa mai, khuôn mặt của cha bỗng nhiên xuất hiện bên một ô cửa sổ. Ông giơ tay lên và gõ. Tôi nhìn ông qua đôi chân mày cau lại, đầu nghiêng xuống, nín thở. Ông tiếp tục gõ cửa. Đó không phải là cha tôi. Căn chòi được buộc vào một thân cây, cách mặt đất khoảng 10 mét. Cha không thể đứng ở cửa sổ. Sinh vật ấy cứ gõ cửa mãi, và dường như trong vô tận, chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm. Máu nhỏ xuống từ một trong hai lỗ mũi của nó. Một cuộc gọi khác đánh thức tôi khỏi trạng thái mê man. Kevin, con còn đó không? Con có ở trong chòi không? Con ở đây. Và thứ đó trông giống cha. Nó đang ở ngoài cửa sổ. Cha đang đến ngay bây giờ. Cha sẽ bắn nó. Đừng lo. Cha chỉ vừa rẽ một góc thôi. Cha, con thực sự lo cho cha. Martin cũng đang đến. Không sao đâu. Thật vậy, vài phút sau, chiếc xe của Martin kéo đến. Tôi bật khóc vì nhẹ nhõm. Sinh vật ấy quay đầu lại nhìn, rồi lại quay về phía tôi. Nó mở miệng thật to và dùng ngón tay kéo hai khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười, rồi nhảy vào rừng, biến mất trong bóng tối. Tiếng súng vang lên. Sau vài phút im lặng, tôi gọi cha. Ông bắt máy. Cha đang ở đâu? Tôi hỏi. Cha đang đến đón con. Tôi thấy ông bước về phía căn chòi, rồi nghe tiếng bước chân của ông leo lên cầu thang. Tôi mở khóa cửa bẫy và ôm chặt lấy ông. Đó là gì? Làm ơn, nói với con là chúng ta về nhà đi. Chúng ta sẽ về, cha xin lỗi. Cha không bao giờ nên đưa con vào chuyện này. Đi nào. Khi chúng tôi bước về phía xe, máu tôi như đông lại. Đó không phải vì thứ gì tôi đã nhìn thấy hay nghe thấy, mà là vì điều ngược lại. Gió đã ngừng, tiếng dế cũng im bặt. Dead blue. Tôi lao vào xe, ngồi vào ghế lái, rồi khóa cửa lại. Cha tôi đang đứng trước xe, bối rối. Đó là lúc tôi nhận được một tin nhắn, và tôi nhấn ga. Tôi cán qua ông, quay đầu xe và phóng vào màn đêm. Tôi gần như không biết cách điều khiển, vì tôi chưa có bằng lái, nhưng tôi rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Phía sau, có một chiếc xe đang bám theo. Khi tôi đến trạm kiểm soát gần nhất, tôi dừng lại. Chiếc xe đó là của Martin. Ông bước ra, một mình. Cha tôi đâu? Tôi hỏi. Ông ấy, lái xe ATV để đi đón con. Ông ấy nói sẽ đến đó nhanh hơn. Tôi đã nhắn tin cho ông ấy để quay lại, nói rằng con an toàn rồi. Tin nhắn mà ông đã gửi cho tôi. Martin và tôi sẽ chia nhau ra. Ông có thể đến nhanh hơn tôi, và nếu vậy, ông sẽ nhắn tin cho tôi để quay lại và đi đến trạm kiểm soát. Không có ai đi cùng Martin, ông ấy đi một mình. Tôi đã nghĩ rằng mình mở cửa bẫy cho cha, nhưng thực ra, ông đã lái xe ATV và quay lại trạm kiểm soát. Thứ tôi đã cán qua không phải là cha tôi, và tôi đã biết điều đó ngay khi cảm nhận sự im lặng đáng sợ ấy. Tuy nhiên, không ai ở trạm kiểm soát nhìn thấy cha tôi. Khi tôi đang viết những dòng này, tôi lo sợ cho ông, nhưng một phần trong tôi biết rằng ông còn sống. Có lẽ ông đã đi một con đường khác, hoặc lạc mất. Dù ông đã làm gì, tôi sẽ tìm thấy ông.